Xin kính chào tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại trung tâm hội nghị cũng như theo dõi trực tiếp trên sóng của Việt Nam Esports TV. Chúng ta sẽ tiếp tục với những trận đấu của vòng chung kết quốc gia FIFA La Liga. Và hiện tại thì đã đến với trận bán kết đầu tiên rồi. Cái tên rất bất ngờ có mặt ở trận bán kết này, Đức Huy sẽ đối mặt với lại Nhất Huy. Vâng, và như tôi đã nói, đó là cặp đấu giữa những cái sự trùng hợp. Với cái cặp đấu ở tứ kết đó là hai chàng Đức, Đức Huy, Đức Tùng, thì Đức Huy là người đi tiếp rồi. Nói chung là có Đức, bây giờ có thêm Tài, sẽ gặp phải một người được là ứng cử viên của ngôi vô địch trong cái mùa giải thứ hai này, và đó chính là Nhất Huy. Lần này thì cặp sau Huy sẽ đối đầu với nhau. Với Nhất Huy thì là một người mà tôi nghĩ rằng là anh ấy có thừa độ tự tin cùng với độ ổn định trong phong độ. Nhưng quan trọng nhất là có sự bây giờ chúng ta phải nhìn đến, đó chính là Đức Huy. Tất cả những chỉ số đây bây giờ đã bị dẹp bỏ hoàn toàn khi mà anh ấy có những cái màn thể hiện cực kỳ xuất sắc trước Công Sơn, trước cả Đức Tùng. Bây giờ tôi nghĩ rằng nếu như không có điều gì phải lo ngại hay là phải thắc mắc khi nếu anh ấy có thể hạ gục tiếp tục cả Nhất Huy nữa. Đúng, với cái phong độ hiện tại khi mà đã vượt qua được Đức Tùng thì số 20 đó trận đấu mà tôi xem rất kỹ, khi mà những màn thể hiện của Đức Huy rất tuyệt vời, khá là hoàn hảo, và cả hai đội đều rất nhanh chóng để thể sẵn sàng vào trận đấu. Điểm sơ và đội hình của Nhất Huy thì thấy rằng Diego Costa cộng Gabriel là hai người lĩnh sướng hàng công, ở phía dưới là Hoàng Minh Sinh, Maskicio thêm cả là Sven Bender. Và cái lối chơi như ngày hôm qua có thể rằng 5-3-2 có thể chuyển hướng ngay lập tức sang 3-5-2. Đúng là như thế rồi. Hai cánh với Luxor và Seamus Coleman. Ba vị trí trung vệ của Pepe, Wanyama và Chiellini. Trong khi đó ở với Đức Huy thì cái sơ đồ đang mang lại một rất nhiều thành công cho anh chàng này, anh không muốn đổi nữa. Với sự xuất hiện của Marcelo bên cánh phải đang có những phong độ phải nói rằng vô cùng tuyệt vời, hủy diệt. Đó là từ tôi muốn dành cho anh chàng Marcelo này. Trong khi đó ở phía trên thì sẽ có Messi gánh hàng công cùng với lại Di Maria và Ozil. Ba cầu thủ chân trái sẽ đá cùng nhau ở phía hàng tiền vệ. Ở cặp phía trên thì nên lúc sẽ là Akolo, nhưng lần này sẽ là Mauro Icardi. Còn ở vị trí hàng thủ thì sẽ có David Luiz cùng với De Vrij, và Skrtel là vị trí đá trụ sâu nhất. Manuel Neuer phong độ đáng cao, trong khi đó bên kia là Courtois phong độ cũng rất là tuyệt vời. Với Icardi thì sức ép được dành cho anh ta là khá nhiều khi mà phải là đơn độc trên hàng công như vậy. Mesut Ozil sẽ hỗ trợ ngay phía sau. Bên phía cánh phải sẽ là Lionel Messi và cánh trái sẽ là Di Maria. Rất nhiều bóng sẽ được dồn dành cho Icardi với ông tiền đạo thiên hướng đánh đầu. Đúng là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là qua những trận đấu vừa rồi thì những vị trí tiền đạo cắm không hoàn toàn là nơi để cho anh chàng Đức Huy này dứt điểm. Thường là những vị trí như của Messi hay kể cả đó là Di Maria hoặc là Mesut Ozil. Đó là những vị trí dứt điểm khác chứ không hoàn toàn là một người đá tiền đạo cắm. Tôi nghĩ không nhầm, hình như là tiền đạo cắm của Đức Huy chưa ghi bàn nào cả. Toàn là Messi hoặc là những vị trí khác mà thôi. Vậy tôi nghĩ rằng là với một vị trí kiểu Icardi, anh ấy hoàn toàn mang nhiệm vụ muốn hút hậu vệ bên kia mà thôi. Và trận đấu bắt đầu, bên tay trái là Nhất Huy, người đã tọa sơn quan hổ đấu rất nhiều trong cả ngày hôm nay. Ngay lập tức có một pha bóng quy lưu thật mạnh lên phía trên nhưng không thành công. Trong khi đó bên phía bên phải sẽ là Đức Huy, với đã thi đấu được 5 trận rồi, hết vào thứ 6 của anh ta trong ngày. Cẩy liên tục. Mesut Ozil rất khéo, muốn ở mặt là cái một lần đối phương. Thì không tốt của Messi. Tôi nghĩ rằng với những gì một chút gọi là cáo già đến từ Nhất Huy thì anh ấy sẽ có được nhiều cái kinh nghiệm hơn để có thể chống lại một sức trẻ đang lên hương ngực và cái tinh thần tuyệt vời đến của Đức Huy này rồi. Nhưng Đức Huy vẫn đang có được cái độ kiểm soát trận đấu của mình. Rất bình tĩnh trong khả năng triển khai bóng khi mà những Icardi xuất xa không tốt thì bóng đã đập chân vào tiền vệ của đối phương rồi. Nghe lực có vẻ hay, mỗi tội là cái chân hậu vệ đã có sự chính xác hơn và không tạo ra nhiều nguy hiểm đối với thủ thành Toàn. Vẫn là một Nhất Huy thường thấy khi mà rất bình tĩnh ở những tình huống xử lý sân nhà như vậy, người ta không việc gì phải gấp gáp cả. Đối với một sức trẻ đang hừng hực thì cái độ chín chắn của một người cao hơn sẽ lại là cái sự thể hiện về kinh nghiệm của mình, và anh ấy sẽ chọn cái cách chơi thật chậm chứ không phải quá nhanh. Và đây là cơ hội dành cho anh ấy, tạt vào bên trong nè. Không thể với được bóng với cái đầu của mình. Khó hiểu là cái FPT của ta là không tung ra tình huống giữ bóng bằng chân, là cố gắng dùng đầu quá khó thôi vừa rồi. Bây giờ là Vidal chuyển cho Ozil. Liên tục những cách bắn tốt đến từ Marquinhos. Sai lầm rồi. Rất hiếm khi thấy Đức Huy sai lầm trong ngày hôm nay. Đúng là như thế. Cả ngày hôm nay Đức Huy đã có những pha phòng thủ khá tốt rồi, không có nhiều sai lầm. Đặc biệt là vị trí của Marcelo nữa. Nhưng lần này Marcelo chuyển sai. Nhất Huy. Hai tên Huy đang đối đầu với nhau, quả thật là Huy nào cũng giỏi. Húc vừa tấn công vừa qua được đá bên lưới, nhưng ta cướp được banh của Marcelo rồi vẫn vượt được thành công. Có tình huống đột phá đó, mặt với là Vidal rất bình tĩnh trong tình huống tạt vào. Không có gì nguy hiểm cả. Đó, những pha xử lý rất là gọn gàng của trung vệ, đánh đầu về, nói lào lên bắt thôi. Và ném bóng tốt của Manuel Neuer. Bây giờ là Vidal bên phía cánh trái, trong trái là Mauro Icardi.
thấy khó cho một tiền đạo ít tốc độ như Icardi để thể vượt qua được, nhưng anh ta vẫn có một đường chuyền. Tôi cứ tưởng nó cứ sút thẳng nhưng không phải, đơn giản thôi, đó là một tình huống có thể xử lý hơi lỗi của Icardi. Anh không có chỉ số tạt bóng, một người thuần đá cắm và nhận bóng theo dạng đó là những cầu thủ đá cắm thuần túy, giống như một Kun Aguero hồi xưa, tức là bóng truyền và anh chạy và ghi bàn thôi, chứ không có những tình huống ban truyền hay là tạt cánh gì cả, khó lắm. Bây giờ sẽ câu trả lời của Nhất Huy. Đang phải là Simas Coman, Claudio Maschio liên tục nhận được bóng xoay người, có cú sút, đó là đường truyền tốt được nhân cho Gareth Bale. Một tình huống thoát tim dành cho Đức Huy, nhưng vẫn còn đó là sức ép đến từ Nhất Huy. Nhất công, thật kinh điển, một pha xử lý rất gọn và bất ngờ đến từ Nhật Huy. Pha sút này là của ai? Diego Costa. Đó là cú sửa lòng rất lạ đến từ Diego Costa cho tình huống xử lý đầu tiên. Hãy nhìn, đấy không phải Diego Costa chúng ta thường biết được, với một tình huống đảo chuyển đó và với một cú sửa lòng cực kỳ khó để có thể đỡ được như vậy. 1-0 rất bất ngờ dành cho Nhật Huy. Anh Hảo còn nhớ không, thì chính tôi với anh cũng là bình luận trận đấu đúng, và đó là trận đấu mà Costa ghi cả hai bàn đều rất tinh tế. Và ngày hôm nay một lần nữa tôi với anh cũng lại tiếp tục bình luận vào một trận đấu mà Diego Costa lại tỏa sáng. Như vậy là có thể thấy được rằng cái sự tinh tế và kinh nghiệm đến từ Nhật Huy đã thể hiện rõ ràng trước một sức trẻ đang lên rất là khủng khiếp của Đức Huy. Nhưng quả thực là cái kia là một cái gáo nước khá lạnh và một pha xử lý đẳng cấp tinh tế mang về bàn thắng mở tỷ số. Hiệp một có lẽ sẽ kết thúc ngay trong những phút này đây. Và nói là Nhất Huy rất bình tĩnh ở khả năng triển khai tấn công của mình, và anh ta dứt điểm đối phương và bàn thắng cực kỳ bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến tình huống tấn công thì đúng rồi. Tôi nghĩ là đó sẽ ngoài, tôi nghĩ rằng thường thường những tình huống đó những huấn luyện viên khác hay kể cả những người chơi khác họ sẽ dùng cách truyền bóng ban bật chứ không dám có pha sút mà lại sửa lòng, chứ không phải là một tình huống dứt điểm căng về góc. Đó là một tình huống sửa lòng rất lạ, và đó là cái chân của Diego Costa, chứng tỏ rằng anh chàng này chưa hề thời và tiếp tục cướp bóng. Marquinhos khả năng lên, tinh thần của Nhật Huy đang lên rất cao, rất bình tĩnh. Diego Costa rất tốt bên phía bên trái, có sự hỗ trợ từ Húc. Liệu phải chăng là cú sút xa tiếp theo của Nhật Huy chăng? Không, Stephen Derry đã cứu được bàn, đẩy bóng rất mạnh lên phía trên cho Ozil. Không được, những pha qua người quá đơn giản thế này không thể nào qua được một con cáo giả như Nhật Huy. Nhật Huy luôn mang trong mình cái tên là Nhất, cho nên anh nghĩ rằng anh có thể thua một người tên là Đức Huy được, một người cũng mang tên giống mình. Đây là Marquinhos ở phía cánh trái, đối mặt với là David Luiz rất bình tĩnh, có người phối hợp Diego Costa để muốn xử lý kỹ thuật. Lần này thì Vidal có thể cứu bóng thành công và phản công cho Đức Huy nào. Đang có dần những nét khó khăn ở trong những bước chạy và những pha triển khai bóng của Đức Huy rồi. Sau bàn thắng thì Nhất Huy đã có thể kiểm soát hoàn toàn cái cách di chuyển của Đức Huy, những tình huống theo người thêm cả là cắt bóng trước. Bây giờ đó một chuyền tốt được dành cho bên phía trong, Gareth Bale đang đợi bàn. Pha tấn công và những cái ý tưởng chuyền bóng rất lạ lùng của Nhất Huy đang khiến cho Đức Huy không biết phải bắt thế nào. Đáng ra những pha bóng đó thường người ta sẽ làm khác, nhưng Nhất Huy lại hoàn toàn đột phá trong ý tưởng của mình, và đó là nét khiến cho Đức Huy gặp rất nhiều khó khăn. Ở cái hay của Nhất Huy kia hoàn toàn không thể bắt bài được cả, bây giờ cũng anh ta xử lý rất lạ như cách đây, đây 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 đây. Rất kỹ thuật của anh ta, muốn xử lý liên tục, có chịu anh ta là Vidal muốn lấy bóng trong chân cũng không được, và đó là một khoảng thời gian nho nhỏ để cho anh chàng Nhất Huy này câu kéo một chút thời gian. Hàng hậu vệ cũng dâng lên rất cao, anh không phải đá là một đội hình mà dạng kiểu quá sâu đâu, đúng là bây giờ đang là 3-5-2 đây. Và anh ta biết rằng cái lợi thế của mình là một bàn thắng dẫn trước, và khi mà Đức Huy muốn tấn công thì phải dừng lên. Anh ta rất bình tĩnh trong triển khai bóng, bây giờ tạt vào không đánh đầu thành công. Đức Huy phá lên nhưng bóng vẫn thuộc về quyền kiểm soát của Nhất Huy. Mất rồi, không được. Marquinhos đang có một trận đấu rất hay, một người chơi rất đa năng, hết từ trung tâm ra đến bên cánh. Bây giờ Đức Huy đã kiểm soát bóng sai lầm đến từ Đức Huy, và qua và chuyền bóng vào dứt điểm, chạm cột dọc, rất đáng tiếc dành cho Nhất Huy. Manuel Neuer đã vào đỡ cứu thua bàn thắng cho Đức Huy, nhưng bây giờ tỷ số vẫn đang là 1-0 cho Nhất Huy. Không có nhiều thời gian cho Đức Huy cho lắm, và đã bị mất bóng lần nữa rồi. Tình huống xử lý ở tuyến giữa tại Arturo Vidal sẽ tốt cho lắm. Mesut Ozil rất khó, gần như mọi ngả đường vào bên phía khung thành của Nhất Huy đều đã bị bịt kín. Một lối chơi rất là khoa học và chính xác. Những cự ly được bày ra hay là cả những bước chạy của cầu thủ, họ bắt bài, họ pressing, họ bàn chuyền, nhưng bây giờ họ chuyển sai rồi. Đây sẽ là sai lầm mà Đức Huy có khả năng khai thác, bây giờ đã là thứ 90 trận đấu rồi. Không có nhiều thời gian nhưng là một sai lầm từ tuyến giữa của Đức Huy. Phải tốt cho Diego Costa. Phải trả
chấp của các vị trí tiền vệ trung tâm của anh chàng Nhất Huy này là cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt đó là một vị trí hút. Hút tham gia làm vị trí tiền vệ trung tâm và đã có những cái bước phát triển rất hay. Những cái đột phá của mình. Không được tay rồi thì phải. Và đó cũng sẽ là nhiều dấu chấm hết trong trận đấu này rồi. Đúng là như vậy, 1-0 là quá đủ và với pha bóng thiên tài của Diego Costa mang đến một chiến thắng đầu tiên của Nhật Huy. Kiểm soát bóng 64%, 2 lần dứt điểm trúng gôn và 1 bàn thắng. Nhưng như vậy đó là quá đủ rồi. Có lẽ rằng bây giờ chúng ta mới thấy được rõ được cái sự chênh lệch về cái độ ổn định về phong độ cùng với lại kinh nghiệm của cả hai người khác nhau như là làm sao. Khi mà Đức Huy mặc dù đã có được những sự bùng nổ, bùng cháy trong trận đấu trước bằng cái sức trẻ của mình, bằng cái nhiệt huyết của mình, nhưng ngay lập tức bị dập đi bằng một cái gáo nước lạnh. Và đó là cái sự thể hiện rất xuất sắc đến từ một Nhất Huy mà người đã được gọi tọa sơn quan hổ đấu rất nhiều trận rồi. Nhưng phải nói rằng cái cách chơi của Nhất Huy cực kỳ hay khi mà anh ta có những cái rất là lạ. Đúng. Ta thấy một số tình huống thông thường bạn chơi an toàn và có thể chuyển ngược về phối hợp ở trước khung thành đối phương. Nhưng Nhất Huy cứ xuất vào mà thôi thì đối phương lại không biết mình sẽ xử lý như thế nào trong tình huống tiếp theo. Đó là cách mà Nhất Huy khiến cho đối phương không thể nào bắt bài được cả. Và anh ta rất bình tĩnh để triển khai bóng ở sân nhà và ngăn chặn hoàn toàn mọi đường bóng từ Arturo Vidal chuyển sang hai bên phía cánh là Messi và Di Maria. Đúng, để rồi khi đó ở phía trên không có một sự hỗ trợ nào dành cho Mauro Icardi cả, gần như lạc lõng hoàn toàn giữa hàng phòng vệ của đối phương. Đúng đúng đúng, và có lẽ rằng một câu là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Những khó khăn này sẽ thử xem được rằng cái mức độ phát triển và cái mức độ trưởng thành của Đức Huy nó có đúng như ta mong muốn hay không. Tức là qua từng trận đấu anh ấy có thể phát triển thêm được, có thể rút ra nhiều kinh nghiệm hơn. Và vẫn một sơ đồ quen thuộc, 5 hậu vệ, 1 trụ, 3 tiền vệ tấn công và 1 tiền đạo cắm. Lần này lại là Abon Lahor. Abon Lahor chạy nhanh hơn Icardi nhưng phong độ thì đang xuống. Philippe Luis cũng là một vị trí hậu vệ trái gần như không thể thiếu cho nên không thể thay được. Marcelo bên kia thì chiếm giữ bên cánh phải rồi, nhưng trong trận đấu vừa qua Marcelo thua người đồng hương của mình, đó là Hulk. Với Hulk liên tục lên và tranh cướp bóng khiến cho Marcelo không thể khống chế được. Bây giờ sẽ phải là một dấu hỏi đặt dành cho Đức Huy, anh bắt bài ra làm sao khi với Nhất Huy là một sơ đồ quen thuộc vẫn là 5-3-2, nhưng anh ấy sẽ có được nhiều cái sự thể hiện mà khác biệt lắm, nó kỳ lạ lắm. Vẫn có Gareth Bale và Diego Costa trên. Costa lần này phong độ vẫn bình thường và chắc chắn sẽ là một con bài mà Nhất Huy sử dụng thật nhiều. Lần này có Son Heung-min sẽ thay cho vị trí của Hulk. Hulk thì trận đấu này không phong độ không cao bằng Son. Son thì có được cái thể lực tốc độ khá, dứt điểm tạm được. Nhưng về cái mặt về kỹ thuật cùng với cái sự tỉ đè thì chắc chắn không thể bằng Hulk. Chính xác là như vậy, không thể nào bằng Hulk từ tình huống mà tranh chấp tay đôi được. Những điểm mạnh sẽ là những tình huống mà đột phá dành cho Heung-min thì có thể hỗ trợ Gareth Bale, Diego Costa. Thêm cả là Alessandro bên phía cánh trái, Danilo bên cánh phải. Như vậy Luke Shaw không có mặt nhưng thay bằng Alessandro, một vị trí hậu vệ bằng người Brazil cũng khá là ổn. Và bên kia là Danilo sẽ tiếp tục với một màu áo đỏ của Manchester United, bên kia sẽ là màu áo tím than của Paris Saint-Germain. Có vẻ như cái phong độ rất ổn định đến từ Diego Costa và Gareth Bale. Cả hai đều thi đấu xuyên suốt từ ngày hôm qua đến hôm nay. Phải nói rằng hình như không thiếu một trận nào cả. Rất nhiều những trận đấu mà Nhất Huy rất tin tưởng vào cặp đôi tiền đạo này. Với thể lực tốt, sức tỉ đè cũng tốt. Sức tỉ đè nào? Khả năng dứt điểm đó là cực kỳ khó để thể đỡ được. Chính xác là như thế. Và đáp lại niềm tin tưởng ấy thì Diego Costa ngày hôm qua đến giờ đã ghi được 3 bàn thắng rồi. Một trận đấu cú đúp và bây giờ trận vừa qua là một siêu phẩm. Bây giờ là trận đấu Đức Huy chuyền rất nguy hiểm. Gareth Bale bên trên sẵn sàng có những pha pressing và kể cả Marquinhos nữa. Trận trước Marquinhos là một con thoi cực kỳ là đáng chú ý và quan trọng trong lối chơi của Nhất Huy. Tình huống chuyển ở giữa. Wow, đã đấy xử lý tốt. Gareth Bale có bàn trở mặt với lòng cánh phải. Vượt qua đường, được trống trải xuất, không vào. Một pha quyết định đầy bất ngờ, đúng là này thì bắt làm sao được. Rất khó bắt bài với những pha như thế xử lý mà không phải là chuyền mà cú rút rất căng. May là sự phản xạ của thủ môn bên phía Nhất Huy là còn đủ tỉnh táo. Vừa rồi là Alessandro đã bắt sẽ làm những cái lập tức thì hậu vệ đã thể hỗ trợ anh ta. Vừa rồi đó là Wanyama đã thể rất nhanh chóng. Heung-min đột phá với cánh trái rất bình tĩnh. Alessandro cố gắng thu hút những sự chú ý của hậu vệ đối phương như đã. Sau đó mới tung ra một chuyền. Sven Mender đường tiếp tạt không về. Mender hơi khó tạt, chuyền sai rồi, rỗng ở giữa rồi và phản công không đủ tốc độ. Ngày hôm nay Abon Lahor không có phong độ tốt cho nên là bước chạy của anh hơi nặng nề. Ba hậu vệ đến từ Nhất Huy với hai ở phía trên và một thòng ở phía sau thì không thể nào vượt qua được cả. Đặc biệt là chính là Abon Lahor không được tay đang không cao. Ngày đó đường chuyền mạnh đến từ Nhất Huy rồi. Nhằm đến vị trí của Diego Costa, một vị trí tôi đánh giá cũng rất đa năng và có được cái vai trò quan trọng trong bất kỳ sơ đồ nào của anh chàng Nhất Huy này. Tiếp tục là pha cướp bóng tốt. Nhất Huy đang cho thấy mình trên cơ như thế nào bằng khả năng bắt bài phòng ngự và những khả năng xử lý đầy tinh quái. Gareth Bale có cú sút. Đây là những sự bất ngờ đấy. Nhưng lần này Bale thì không thể
thể hiện được một pha siêu phẩm giống như Costa đã làm. Lực bay và độ hiểm chưa đủ. Rất nhiều những pha từ phía ngoài vòng cấm địa đến từ Nhất Huy. Và cái điểm mạnh Nhất Huy từ nãy giờ là những tình huống mà anh ta cắt banh đó đây. Vừa nói xong tức thì Claudio Marchisio đó chính là vị trí tiền vệ con thoi giúp cho Nhất Huy có khả năng kiểm soát ở tuyến giữa tốt và chặn bóng trước những tình huống tạt bóng như thế này. Và một pha phạt góc này cũng sẽ là một cơ hội nếu như Đức Huy biết tận dụng. Bế tắc quá thì phải làm thế này thôi, không được rồi. Cầu thủ với 1m99 thì những pha lao ra sải tay của anh quá dài và qua người. Oh, Huy ạ! Không sao cả. Gabriel vừa rồi bắt bài để có thể cướp được banh và nhận đó một lỗi. Bây giờ là phản công được dành cho bên phía Nhất Huy. Rồi 2-1. Rất trong trả là Gabriel ở phía trong có Diego Costa được chuyển rất hơi tốt. Pha xử lý chậm quá. Nếu như bước chạm đầu tiên sau đó đẩy bóng luôn sang bên cánh dành cho Costa, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cơ hội tốt hơn. Nhưng vừa rồi xử lý quá chậm và đây là một cơ hội. Chuyển xuống và lại là cái sải tay của Courtois. Rất khó. Khá bài bản là Đức Huy, tôi cảm nhận đó có thể tung rời của số xa, khả năng nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Hiện tại quyết định chọn của trong khe một và để tìm đến cái đầu ở phía trong. Bây giờ là Alessandro chuyền. Wow, có thực sự tốt hay không? Nó đang tìm đến chân của Diego Costa. Tốt luôn. Không? Rất đẹp. Ngã bàn đèn hơi trượt một xíu thôi. Đáng tiếc. Nếu như đó là bàn thắng thì quả thật quá đẹp. Pha xử lý nó thật sự rất ảo diệu của Nhất Huy khi đường chuyền. Nó khởi đầu ta cứ ngỡ như là không thể nào ở trong sân được cả. Nhưng Diego Costa với cú chuyền bây giờ đó là tấn công của Đức Huy. Di Maria được chuyền ở phía trong cho Zidane không được. Những sự kiểm soát rất tốt đến từ hàng thủ của Nhất Huy và hiệp một kết thúc. Và với một pha ngả bàn đèn hụt đó hơi đáng tiếc thì chúng ta đã không có được bàn thắng nào cả. Không đều. Nhất Huy vẫn đang nắm thế chủ động rất lớn trong cái cuộc chơi này của mình. Và tôi ấn tượng nhất chính là Claudio Marchisio khi rất nhiều tình huống mà cắt banh tấn công. Lên tấn công, về phòng thủ, ban truyền và làm nhịp cầu nối. Nguy hiểm quá, thủ môn ra ngoài. Không được, tình huống vừa rồi hơi khó với ba hậu vệ thừa kèm. Gareth Bale, đó là sai lầm Marcelo. Đã bắt đầu thấy sự luống cuống. Những nét yếu kém về cái mặt kinh nghiệm đang dần dần được thể hiện rõ hơn với Đức Huy rồi. Cái sự hưng phấn và bốc lửa của mình đã trôi qua một chút. Bây giờ là lúc mà anh ấy cần bình tĩnh hơn và phải xử lý thật chuẩn. Messi chạy chỗ kia, có sự hỗ trợ của Di Maria chống trả bên kia. Messi, Alessandro còn đây, thể lực còn đuổi theo. Qua rồi, chơi sút. Hơi nhẹ. Cơ tòa vẫn lo chiều tay sải tay 1m99 của mình rồi. Khó. Và Nhất Huy sẽ tạm dừng trận đấu để được tìm đến sự thay đổi của mình. Anh đang suy nghĩ, có vẻ như đang tính như thế nào bây giờ. Tôi nghĩ rằng với con số thời gian chờ chúng ta thì đôi lúc thật ra có những người chơi có thể không cần dùng đến quyền thay người. Ta dùng cái thời gian để có thể suy nghĩ cái lối chơi để mình tấn công như thế nào. Đó là những cái khoảng nghỉ khá là tốt để có thể nhìn lại cục diện trận đấu. Đôi khi để chấn tĩnh lại chính mình, đôi khi không phải là chính mình. Bởi vì những vừa qua Đức Huy đang dần dần đã có sự tự tin trở lại rồi. Đang muốn có thể tổ chức tấn công mà khi là Nhất Huy đang phải suy nghĩ rằng liệu rằng mình có nên chơi chậm hay là chơi nhanh đây. Bởi vì nếu chơi chậm thì Đức Huy bắt đầu bắt được bài rồi. Khó hơn rồi. Danilo không tạt được thì Philippe Luiz theo rất sát từ hôm vừa rồi. Ngày hả có nhớ ngày hôm qua Danilo vẫn không có đủ pha tạt bóng nào ra hồi cả. Rất là buồn. Rất là chăm chỉ tấn công nhưng mà không có tình huống tạt bóng tốt. Quá khó cho nên lần vừa rồi trước mặt anh ta. Marchisio có Costa nữa cả. Tiêu tê cái tên ngày hôm qua giúp Đức Huy có một chiến thắng ở những phút bù giờ cuối cùng đã có mặt vào ngày hôm nay. Thêm cả là hút. Bây giờ đường chuyền không tốt từ Gareth Bale nhưng vẫn kịp thời cứu bàn. Danilo. Bender. Mandzukic thay cho vị trí Costa. Hút thì đã ở vị trí của Marchisio rồi. Còn bên kia chính là anh chàng trên tiêu tê. Vừa mới nói xong. Đó. Cũng nhận nhắc đến ngay bằng hôm qua giúp bằng chân trái. Cũng là cái chân trái của chế Tiêu Tê. Những sai lầm từ đường chuyền thế này là quá nguy hiểm. Tiêu Tê có khả năng xuất xa khá tốt. Khoảng trống lại bắn ngay. Lực đi tốt, nguy hiểm. Nhưng Neuer vẫn là một vị trí thủ môn đáng tin cậy. Không có cơ hội tạt thì đứng trước. Chọn góc đánh đầu không được rồi. Thủ môn rất nhanh chóng đó là Manuel Neuer. Đấy là thủ môn tôi nghĩ rằng số 1 có khả năng phán đoán tưởng như bây giờ là nguy hiểm tại Đức Huy. Lối chơi pressing bắt bài rất hay của Nhất Huy sẽ khiến Đức Huy gặp rất nhiều khó khăn. Phải triển khai nhanh nhưng phải chính xác. Nếu nhanh mà lại sai lầm nữa thì đó là một con dao hai lưỡi và rất có thể Nhất Huy sẽ trừng phạt ngay cái sai lầm đó. Đây là Danilo. Chống trả là Tiêu Tê nhưng điều chuyện này không sự tốt đến từ không có phạt góc.
chạm vào đầu của Triệu Lệ. Thời gian đã trôi dần đến những phút cuối hiệp hai rồi. Có vẻ trận đấu này đã cân bằng hơn nhiều. Mặc dù Nhất Huy vẫn đang là người có nhiều cơ hội hơn. Đó là những pha chuyền sai lầm mà không nên xảy ra. Ơ không phải, đó là một tình huống chuyền bóng chạm chân. Pha bàn đến từ Nhất Huy. Và ta vẫn luôn vượt trội trong cái khả năng cắt bóng trước khi đối phương có thời gian để xử lý. Nghệ Đức Huy bỏ lỡ ho. Tiền đạo này từ nãy giờ vẫn hoàn toàn mất hết thành công và rõ ràng vô cùng chậm và xử lý tốt là Nhất Huy. Bây giờ nghĩ rằng đến thay Abolaho thực sự không đủ tầm để có thể gánh cái hàng công như vậy cả. Và rất nhiều những pha xử lý như thế này là càng làm mất đi cái độ nguy hiểm và cái sự chính xác của Đức Huy mà thôi. Đó là cái gì đó hơi bị không ổn và đây là cơ hội không thể tung ra cú dứt điểm. Phản công dành cho Nhất Huy rất trống trải khi ở phía trên sẽ là Mandzukic, tốc độ không đủ nhưng quyết định chuyển dịch check TOT. Đối mặt với là check TOT là Martin Skrtel. Rất bình tĩnh là Nhất Huy, chuyền tốt cho Châu Hưng, rất nhiều thế lực nhưng không vào. Rất tiếc. Đó là cái chân phải không hoàn toàn là chân thuận của Húc thôi. Những quả này không sút chân trái được, hơi khó sút chân trái. Rất khó. Nhưng pha đó là bình chuyền rất chính xác từ check TOT. Vừa đủ tầm để tung ra cú vô lê. Nhưng đó là có lẽ là những gì cuối cùng của hiệp đấu thứ hai thôi. Chúng ta sẽ đang chờ đến với hiệp phụ. Vẫn còn không phải nghĩ lại rồi thôi. Ông muốn nhanh kết thúc luôn 90 phút và chúng ta sẽ chờ đến với hiệp phụ này với một trận đấu đầy pha bóng dứt điểm rất bất ngờ. Sau đó là một tình huống căng ngang của Diego Costa bêu lại dứt điểm vượt trượt. Có lẽ là bêu đang có nhiều cơ hội nhưng ngày hôm nay anh chưa thể hiệp phụ cái tầm như mong muốn. Cơ hội là đây, Zidane xử lý chậm. Những hậu vệ từ Nhất Huy có tốc độ rất tốt và liên tục để tình huống lùi về không ngửa thành công. Bây giờ Húc, cầu thủ vừa được vào sân thay ở hiệp 2 thì tỏ ra vô cùng khỏe. Mario Mandzukic nhưng đường truyền không tốt để trả bóng lo ho. Griezmann tấn công được dành cho Đức Huy, tới ngực rồi không được, chuyền cánh tốt vẫn còn bóng thuộc về Đức Huy. Zidane phối hợp với là Griezmann truyền nhưng không theo bài. Có sự hiểu ý hơi theo bài, cứ nghĩ là cầu thủ kia chạy xuống nhưng ai ngờ đâu anh ấy bó vào trong. Và đó là một tình huống hơi thiếu kinh nghiệm của Đức Huy một chút thôi. Thời gian hiệp phụ thứ nhất có lẽ cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Nhất Huy nếu cứ giữ bóng thế này thì có khi chưa kịp tấn công đã hết giờ rồi. Người của bên phía Đức Huy cũng đã lùi rất sâu. Cặp song Huy của chúng ta đang rất là cân bằng trong trận đấu thứ hai này. Và Nhất Huy cũng cực kỳ bình tĩnh nhưng bây giờ chuyền check TOT rất chạy không khó trận đấu này. Và hiệp phụ thứ nhất cũng đã kết thúc rồi. Với một tình huống vừa rồi thì có vẻ TOT đang thiếu đi một cái mặt tốc độ. Anh chàng này thì mạnh về khả năng tỉ đè rồi thì sức lực khỏe sút xa nhưng mà về thể lực và bên đó là tốc độ thì anh chàng hơi yếu. Chuyền từ check TOT nhận quyết định ngay lập tức là một chuyền trong thời gian ban đầu. Và bây giờ đến lượt Griezmann, Messi chuyền cho Abolaho, không thể đánh đầu với là hậu vệ của Huy cả. Pha xử lý của Nhất Huy rất bình tĩnh khi mà nhưng bây giờ thì cả bèo đã mắc sai lầm rồi. Đường chuyền lại sai lầm rồi. Chuyền ngang qua mặt của Griezmann và Griezmann không lấy bóng. Liên tục là những sai lầm đến từ cả hai bên về khả năng giữa trận. Trận này rất bèn quá. Khi mà hai bên đều đang bế tắc thế này. Biết đâu như ngày hôm qua thì Nhất Huy là có bèn thương 120 thì sao? Bây giờ Húc cánh trái tốc độ có để có thể vượt qua được hậu vệ đối phương nhưng không chuyền cho Mandzukic. Và đảo chân với một cầu thủ có kỹ thuật chỉ có 3 sao thì ơi nhầm. Đó có lẽ một nút bấm nhầm thôi, không sao cả. Thường khi bóng chưa chết và chưa vào về tay thủ môn thì bấm. Đây là Griezmann, đỡ bóng rất xấu. Và đó là tất cả những gì của 120 phút rồi. Ta vẫn còn tình huống tấn công cuối cùng, Gareth Bale. Còn à, Mandzukic vẫn còn thật. Vẫn còn tình huống cơ hội cuối cùng cho Nhất Huy. Mandzukic rất bình tĩnh chuyền về cho Alessandro. Nhưng qua tới 1/3 là sẽ có khả năng trọng tài thổi còi. Húc cố giữ. Bên nào tập trung hơn, bên đấy thắng. Pha xử lý cuối cùng Mandzukic. Cơ hội. Trái. Vẫn là TOT nhưng lần này thì không có được bàn thắng và chúng ta sẽ đến với penalty. Penalty. Và theo tôi nhớ từ những giải đấu trước mà Nhất Huy tham gia thì Nhất Huy không có duyên với penalty cho lắm. Không, thực ra Nhất Huy không hề sợ pen. Nhất Huy có những kiểu sút pen rất khó bắt. Và đá luôn rồi. Wow, và đó là Đức Huy. Đức Huy có một pha sút khá tốt, lọt nách. Đó là cái bài của Nhân Huy đã thường sử dụng. Bây giờ là wow. Wow đấy. Anh nhìn vào góc đấy thì còn thực là nếu như thủ môn mà kiểu
đấy à, bóng bay tới khi chưa chạm vào tay cơ. Oh! Bắt pen quá xuất sắc. Rất bình tĩnh, rất bình tĩnh là Nhất Huyền. Bây giờ để xem Húc sẽ xử lý ở đâu đây. Chết này. Rất khó. Wow. Đó. Anh ấy có một câu nói rằng gấp đôi canxi để làm gì, anh ấy thường nói như vậy. Gấp đôi canxi để dài tay ra để mà với được những pha bóng sút vào góc như vậy. Và đó là cản phá lần thứ hai dành cho Thánh Pen, Nhật Huy. Nhất Huy đang thể hiện sự vượt trội về cả mặt tinh thần lẫn phán đoán đối phương. Bây giờ đến lượt. Wow, đây bây giờ là đặc sản của anh ấy, sút lọt nách, ghi bàn. Và chỉ còn cách một cú dứt điểm cuối nữa thôi thì Nhất Huy sẽ ghi tên mình vào trận chung kết, cũng nghiễm nhiên là đại diện cho Việt Nam thi đấu tại SEA Championship. Để chờ xem David Lewis liệu có đem lại hy vọng cho Đức Huy không, hay sẽ kết thúc vẫn vào David Lewis. Cũng là cái bài sử dụng đó là sút vào góc chết. Lần này thì Bale liệu rằng Nhất Huy sẽ có một tỷ lệ sút pen thành công 100% hay không. Nhất Huy rất căng, rất căng, rất bình tĩnh. Ô, đó vẫn là luật đấy, và vẫn là Thánh Pen, vẫn là siêu phẩm. Thực sự đó là tất cả những gì Nhất Huy có thể mang đến, và anh ấy là an đàm rất tuyệt vời. Và không chỉ có mặt ở trận chung kết mà với việc chiến thắng ở bán kết đã nghiễm nhiên có được một chiếc vé đại diện cho Việt Nam tham dự SEA Championship sắp tới. Mặc dù Đức Huy đã thất trận nhưng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cái bước đệm, một cái bước đà rất lớn để dành cho tương lai của anh chàng này, một vận động viên còn trẻ. Và anh ấy đã thể hiện được rất nhiều. Anh ấy chỉ thua về mặt kinh nghiệm so với một người cáo già như kiểu là Nhất Huy mà thôi. Vì vậy tôi hy vọng rằng trong những giải đấu sắp tới, Đức Huy sẽ có thể rèn luyện nhiều hơn và đại diện cho Đà Nẵng đến với những trận đấu mà có được cái kết quả cao hơn nữa. Tôi thấy rằng Đức Huy đã có một màn trình diễn rất tuyệt vời trong suốt ngày hôm nay. Xứng đáng là chàng vào pháo tay của khán giả. Rõ ràng là như vậy, và anh ta cũng đã có được những cổ động viên mới dành riêng cho chính mình. Lối chơi tấn công rất là hấp dẫn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ít phút nữa với những trận đấu, đó là trận đấu bán kết thứ hai, tìm ra người tiếp theo có thể đại diện cho Việt Nam đi đến với SEA Championship.